Trương Vệ Kiện, tài tử Lục Đình Ký lộ nhan sắc già nua, hốc hác khi dự sự kiện. Xuất hiện trong các sự kiện gần đây, Trương Vệ Kiện lộ gương mặt gầy gò, mệt mỏi. Mới đây, Sheena vừa đăng tải tin tức Trương Vệ Kiện có mặt trong một sự kiện nhỏ lẻ. Thiên Vương châu Á thường xuyên tham gia các sự kiện này để kiếm thêm thu nhập. Sự xuất hiện của Trương Vệ Kiện khiến nhiều người lo lắng, khán giả cho rằng anh hết thời. Khác với dáng vẻ tròn trịa mập mạp trước kia, Trương Vệ Kiện trông mệt mỏi và phờ phạc hơn. Anh có phần thiếu sức sống, thậm chí gương mặt khá chán nản khi có mặt tại đây. Nhiều người để ý ở tuổi 56, Trương Vệ Kiện già đi khá nhiều và lộ dấu vết tuổi tác. Rất nhiều người hâm mộ sau khi thấy hình ảnh của Trương Vệ Kiện bày tỏ sự lo lắng dành cho anh. Thời gian này có khá nhiều nghệ sĩ vì bệnh tật mà qua đời, nên tình trạng sức khỏe hiện tại của Trương Vệ Kiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Thời gian gần đây, Trương Vệ Kiện chủ yếu sống tại Bắc Kinh cùng với Trương Tây. Cặp đôi chỉ vừa mới hội ngộ cùng nhau vì thời gian trước Thiên Vương châu Á ở lại Hồng Kông chăm sóc mẹ ruột. Sau khi đại dịch bắt đầu được kiểm soát, nam nghệ sĩ mới trở lại Bắc Kinh gặp vợ. Vài năm nay, tên tuổi của Trương Vệ Kiện không còn nổi bật như trước. Anh cũng đóng ít phim hơn vì đại dịch Covid-19 và cũng vì vấn đề tuổi tác. Từng có thông tin Trương Vệ Kiện xuất hiện trong quán ăn nhưng không có ai để ý đến. Sinh năm 1965, Trương Vệ Kiện từng là nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí showbiz. Anh được mệnh danh là Thiên Vương châu Á. Khán giả biết đến Trương Vệ Kiện qua các phim như Thiếu niên Trương Tam Phong, Bí mật Hồ Phách Quan Âm, Tân Sở Lưu Hương, Phú Hộ Thẩm Vạn Tam, Như Ý Cát Tường, Tiểu Ngư Nhi và Hòa Vũ Khuyết, Tùy Đường Anh Hùng, vân vân. Khi không còn đóng phim, Trương Vệ Kiện dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Nam tài tử ở bên mẹ già và chăm sóc vợ. Cuộc sống của Trương Vệ Kiện và Trương Tây dù không có con cái nhưng rất hạnh phúc. Hiện tại, Trương Vệ Kiện ít đóng phim hơn. Anh đã chứng minh, dù bị đài TVB thất sủng nhưng điều đó không có nghĩa là nam diễn viên nghèo khó, bế tắc. Dù vài năm trở lại đây, hào quang ngôi vị năm xưa không còn, nhưng Trương Vệ Kiện vẫn có cuộc sống giàu có và sung sướng. Anh là đại gia bất động sản. Báo chí truyền thông xứ Trung từng tiết lộ rằng vợ chồng Trương Vệ Kiện đang sống trong căn hộ cao cấp có diện tích 500m² ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Hai vợ chồng còn sở hữu hai khu bất động sản khác ở Bắc Kinh, giá trị mỗi căn ước chừng 8 triệu USD, 185 tỷ đồng. Hơn thế, Thiên Vương châu Á một thời còn sở hữu 6 căn hộ khác tại Hồng Kông. Khối bất động sản ở quê nhà của anh có giá trị ước tính khoảng 15 triệu USD, 347 tỷ đồng. Tất cả các căn hộ đều được đứng tên cả hai vợ chồng. Trưởng thành trong cảnh nghèo khó và trải qua mua vàng khó khăn, gian khổ thổi mới vào nghề, tài tử họ Trương dần trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Hương Cảng, nhưng rồi tên tuổi cũng dần nhạt nhòa vì những thăng trầm trong sự nghiệp. Qua nhiều biến cố, năm 2018, Trương Vệ Kiện tái xuất màn ảnh TVB với phim Đài Soái Ca và gặt hái được thành công vang dội, đưa tên tuổi anh lần nữa được công chúng Hồng Kông săn đón nồng nhiệt. Tuy nhiên cũng sau bộ phim này, tài tử U60 nhận ra rằng đã đến lúc mình cần phải lùi lại phía sau để lo cho gia đình. Nam diễn viên 55 tuổi tuyên bố sẽ không đóng thêm phim truyền hình nào nữa. Hiện tại, Trương Vệ Kiện dành phần lớn thời gian để ở bên mẹ đã ngoài 80. Hàng ngày, nghệ sĩ 55 tuổi cùng mẹ dùng bữa, đưa bà đến lớp học cắm hoa, cùng nhau nuôi mèo. Bên cạnh đó, nam diễn viên thỉnh thoảng nhận lời tham gia một số chương trình truyền hình, sự kiện âm nhạc, phỏng vấn, những hoạt động mà không tốn quá nhiều thời gian của anh. Ngoài ra, Trương Vệ Kiện còn tích cực tham gia các tổ chức từ thiện.